Xin chào các bạn, trong video này xin giới thiệu xin giới thiệu các bạn dòng xe đạp thể thao dòng Civic Free 1.0 đời 2020 được sản xuất tại Đài Loan và được phân phối độc quyền chính hãng tại Sông Xem 88. Thì hiện tại thì hôm nay Sông Xem 88 sẽ review cho các bạn dòng xe đạp Civic Free 1.0 2020, đó là màu đen xanh dương. Đây là màu mới nhất. Mình xin nói qua về cấu hình của dòng Civic Free 2.0 2020, đó là khung thiết kế phủ lớp kim nhôm, Shimano Tonay với 3 tầng đĩa và 7 tầng nip. Nip thì là nip Shimano, tay đề Shimano, và phanh là phanh có bó phanh. Thì hôm nay Sông Xem 88 sẽ review chi tiết cho bạn dòng Civic Free 1.0 2020 có gì đặc biệt. Và đã được Sông Xem 88 sale giảm giá chỉ còn 4.100.000 đồng và kèm giá nước bình nước chung là giá mua. Dòng Civic Free 1.0 với thiết kế khung hợp kim nhôm, sơn tĩnh điện. Đây là sơn tĩnh điện nhìn rất là cao cấp. Đây là dòng sơn mới, nhìn qua thì các bạn sẽ đoán đây là dòng Civic Free 2.0, nhưng mà thực chất đây là dòng Free 1.0. đây là mã của xe Free 1.0. bộ chuyển động của xe sử dụng bộ chuyển động Shimano Tonay với gạt đằng trước là Shimano Tonay. Đùi đĩa của xe sử dụng đùi đĩa Chinic, đùi đĩa hợp kim thép Chinic cùng với phủ đề sau là Shimano Tonay. Nhìn rất là đẹp. Níp xe 7 tầng níp. Phanh xe là phanh Zining, phanh đĩa phanh bóp mà vành. Vành xe vẫn là CZT Vecoral. Vành xe là vành Chinic nhôm hai lớp được đánh mòn này đi để bóp phanh và nó đen đi là vừa. Còn đây là khóa cổng yên, một khóa nhanh, cổng yên nhôm Chinic này, đây cổng yên nhôm rút đúc này. Pedal nhựa bạc đạn này. Đấy, pedal nhựa bạc đạn xoay mềm. Yên xe sử dụng yên da mềm Chinic này, yên da mềm Chinic. Màu sắc của xe thì nó là màu đen xanh dương. Màu này nhìn giống hệt cái con Chinic Free 2.0 2019. Màu sắc giống hệt luôn, chỉ khác nhau về cấu hình. Bô tăng của xe sử dụng bô tăng Chinic hợp kim nhôm. Huy đông hợp kim nhôm Chinic, tay đề tay phanh là Shimano các bạn nhé. Đây, phanh bóp má vành, bóp trực tiếp má vành thì nó sẽ mài mòn cái chỗ vành này đi, cho các bạn khi bóp vào nó sẽ có độ ma sát hơn. Mayer của xe sử dụng mayer vòng bi này. Bây bạc đạn thì nó sẽ không có cái nắp này đâu, nó sẽ là liền cục luôn. Chống thấm nước nhé, đây chống thấm nước mở khóa nhanh này. Cốt trục giữa của xe thì vẫn là cốt trục giữa đúc bạc đạn chống thấm nước. Đây là mã số khung của xe. Quay cho các bạn xem mã số khung. Đây mã số khung. Đấy, các bạn đi mua xe thì các bạn kiểm tra xem có mã số khung hay không. Và nó có thêm cả cái tem carbon vạch đây. Hôm trước thì mình review con Free Civic TX14 thì nó dán ở đây, nhưng mà con Free 1.0 2020 thì nó lại dán ở đây. Đây là mã vạch này, năm sản xuất này. Các bạn đi mua xe thì các bạn nên lưu ý kiểm tra, đó là mã số khung và tem, cũng như là màu sơn, nước sơn xem nhìn có cao cấp hay không. Nếu sử dòng nhái của nó thì nước sơn là không được như thế này, các bạn chỉ cần cào vài phát là nó sức là rồi. Đấy là tổng thể về chiếc xe đạp Civic Free 1.0 2020 đã được Sông Xem 88 bán sale giảm giá. Các bạn có nhu cầu mua xe thì truy cập website xedap88.vn hoặc fg3.vn. Vì bên mình bán rất nhiều dòng xe đạp thể thao cũng như xe đạp trẻ con. Hoặc alo trực tiếp hotline 0933 522 186 để tư vấn như đặt hàng. Cảm ơn các bạn đã xem video.